Cửa khẩu Tân Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn những ngày gần đây có nhiều xe container chở nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc bị ùn tắc kéo dài. Bãi đỗ xe tại cửa khẩu chật kín xe, xếp thành hai dãy dài. Còn bên ngoài cửa khẩu, những chiếc xe container chở nông sản đông lạnh xếp thành hàng nối đuôi nhau trên con đường dài khoảng 4 km. Mỗi ngày đoàn xe này nhích từng tí để tiến vào bãi đỗ tại cửa khẩu chờ đến lượt thông quan sang bên kia biên giới. Thời tiết nắng nóng, nông sản chủ yếu là hoa quả tươi. Dù đứng yên một chỗ, nhưng những chiếc xe container này vẫn phải nổ máy suốt ngày đêm để duy trì máy lạnh cho hoa quả không bị hư hỏng, khiến chi phí bị đội lên cao. Nói chung là một ngày là chi phí là còn khoảng cỡ 1 triệu. Thứ nhất là do đây là em muốn nói nhưng mà cái dầu mỡ rồi cái bảo quản hàng nó không được tốt, thì nó ảnh hưởng đến cái trực tiếp của doanh nghiệp. Nói chung là đa phần là như dụ mà đi trễ là nó nhiều cái mặt hàng của nó hư hỏng rồi đó, nó chịu trách nhiệm. Đó là mình tài xế rồi mình doanh nghiệp chịu trách nhiệm cái đó thì nó hư hỏng rất nhiều. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, từ ngày 12 tháng 9 năm 2019, Hải quan Trung Quốc đưa vào áp dụng hệ thống kiểm tra giám sát toàn bộ quy trình hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam. Tức là thay vì đưa vào bãi sau đó mới kiểm tra, thì hiện giờ họ kiểm tra ngay tại cổng kiểm soát cửa khẩu đối với cả xe ô tô chở hàng hoặc không chở hàng qua cửa khẩu Tân Thanh vào Trung Quốc. Thời gian kiểm tra mỗi xe hàng từ 6 đến 7 phút, tăng gấp 3 lần so với trước, khiến mỗi ngày lượng xe xuất khẩu chỉ đạt từ 120 đến 150 xe, giảm mạnh so với thời điểm thông quan trước kia có thể đạt 300 xe mỗi ngày. Một xe hàng chúng ta xuất vào Trung Quốc ở cái cửa khẩu này chỉ 2 phút là xong, là đã được vào bãi tập kết rồi. Và bây giờ thì là phải mở cả cabin, mở cả xe để xem hàng. Tức là một xe bây giờ mất từ 6 đến 7 phút. Do vậy là chúng ta thấy tiến độ bình quân trong một ngày làm việc trên 10 tiếng. Thì cái lượng xe nó giảm đi rất là đáng kể. Cái thứ hai đó là về cái việc mà nó có một cái nguyên nhân là trước đây thì trong cái quan hệ giữa cái nông sản hoa quả trái cây của chúng ta sản xuất sang Trung Quốc là thôi ta cứ gọi là theo thông lệ quốc tế, tức là sau khi kiểm soát xong vào bãi là hai xe container đấu với nhau để chuyển hàng sang này. Nhưng chính sách của Trung Quốc có cái sự thay đổi mà chúng tôi phân tích đánh giá, đó là cái việc mà Trung Quốc lại áp dụng quay trở lại cái việc trao đổi hóa cư dân biên giới, tạo cái nguồn thu cho địa phương của Trung Quốc. Cái đây không phải chính sách của Trung ương, tức là họ áp dụng theo cái kiểu hàng hóa trao đổi cư dân, mỗi người được 8.000 tệ một ngày là miễn thuế. Thế thì bây giờ họ không, xe của ta vào vẫn thế, nhưng mà bãi của họ không áp dụng cái hình thức đấu hết xe để chuyển sang container, mà bây giờ là chia ra trị giá 8.000 tệ cho các xe nhỏ để vào khu tập kết khác. Chính vì đó là cái giải phóng của trưởng của bên bãi Trung Quốc là muốn vào này các cái này. Nếu chúng ta đưa sang nhiều thì là bên bãi Trung Quốc cũng sẽ đáp ứng. Cũng theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, tình hình ùn tắc xe chở nông sản xuất khẩu vẫn khá căng thẳng khi thống kê đến 19 giờ ngày 18 tháng 10 vẫn có khoảng 500 xe ùn tắc tại cửa khẩu Hữu Nghị. Để giải quyết vấn đề này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã thành lập đoàn công tác tại cửa khẩu gồm các lực lượng hải quan, biên phòng và trung tâm quản lý cửa khẩu. Tổ công tác này đã trao đổi làm việc với cơ quan chức năng phía Trung Quốc nhằm đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, giám sát hàng hóa và không thực hiện kiểm tra giám sát ở cổng cửa khẩu mà đưa vào bãi tập kết, đồng thời kéo dài thời gian làm thủ tục thông quan hàng hóa đến 21 giờ hàng ngày tính theo giờ Hà Nội để tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa xuất nhập khẩu của hai bên nhưng vẫn chưa nhận được sự phản hồi từ phía cơ quan chức năng Trung Quốc. Để giảm lượng xe ùn ứ trong những ngày tới, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn đã có thông báo gửi các tỉnh phía Nam đang có nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc, đề nghị phối hợp điều tiết lượng xe chở hàng về cửa khẩu, tránh ùn tắc kéo dài, nông sản hư hỏng thiệt hại cho thương nhân, doanh nghiệp. Hiện tại các cơ quan của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương đang phối hợp tích cực với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn để triển khai các giải pháp trao đổi với phía bạn Trung Quốc sớm giải tỏa số hàng đang ùn tắc ở các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn.